Hello anh em và mọi người. Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với cả con Chào mừng anh em và mọi người đã trở lại với cả con game đó chính là Sun Win nha. Chào mừng các bạn trở lại với cả kênh của mình. Rồi, ok. Với số vốn là 10 củ thì hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đi chinh phục con game đó chính là Sun Win này. Mười và tám, ok, có tiền đầu tiên đi xỉu, mình sẽ làm một tay nhẹ xỉu nhé. Rất nhiều anh em và mọi người thì đã, các bạn đã gọi là theo các cái phương pháp của mình, theo những cái phương án chơi của mình, và anh em và mọi người đã giành chiến thắng ở trong những cái game như con Sun này rồi. Đấy, thế là húp ngay tay đầu tiên thôi. Thì hy vọng là những cái mà chia sẻ cách chơi của mình sẽ khiến cho anh em và mọi người gọi là phần nào đó ok và kiếm được tiền ở trên con những cái trò chơi ở trên mạng này nhé. Thì ok, đây là nó khuôn rồi thì chúng ta sẽ đi theo một cái lối khuôn. Chúng ta sẽ đi theo khuôn. Một cái kèo khuôn 3113. Rồi ok chưa anh em? Lặn 6 năm rồi thì chỉ có tắt máy thôi. Còn gì mà chờ đợi nữa đâu. Đi luôn một tay xỉu cho mình nhé, vì ván vì con 12 trước cũng là xỉu rồi các bạn ơi. Con 12 ngay đấy thì nó đã là xỉu rồi. Hy vọng là sẽ đi đúng một cái cầu xỉu nữa luôn. Lặn đôi hai thì chấp hết. Đúng, lặn được đôi hai luôn anh em. Ok thì còn tiếp tục mình sẽ xem cái cầu này là cầu gì nhé. Thì các bạn thấy một cái cầu ngang đó chính là hai trắng, hai trắng xong một trắng thì nhảy hai trắng. Tay này tỷ lệ đứng xỉu khá là cao nhưng mà mình sẽ không đánh, mình sẽ không bắt cái tay này nhé anh em nhé. Tay này là hơi khó bắt nha. Đấy, ra xỉu thật nhưng mà lại hơi khó bắt cho nên là mình đã không bắt tay này nhé. Ba một hai,
Ok, tên này mình sẽ đi luôn một cái tỷ lệ đó chính là hai củ xỉu. Các bạn thấy thì khi mà mình bắt cầu thì cũng phải xem xét rất là kỹ khi mà chúng ta ra chiêu nhé. Nếu mà anh em và mọi người gọi là đánh bừa thì sẽ là rất là khó để có thể kiếm được tiền của nhà cái. Húp ngay một cái tay xỉu nữa cho mình. 3113. Rồi, 3113 trắng nhé. Ok, thì mình chắc là sẽ dừng cái video tại đây cho anh em ơi. Khi mà 10M với số vốn 10M mà chúng ta đã đánh 4 5 tay thông hết, đều ăn hết. Thì ok, thì mình sẽ dừng ở đây thôi. Cái anh em nào mà chưa hiểu về những cái cách bắt cầu, cách chơi thì chúng ta có thể xem lại những cái video của mình nha anh em nhé. Các bạn có thể xem lại những cái video của mình ở trên Ok, thì mình sẽ dừng cái video thôi. Anh em có thể xem lại các cái video ở trên kênh của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em và mọi người. Chúc các bạn thật nhiều may mắn và đánh đâu thắng đấy nha. Hẹn gặp lại anh em và mọi người sau. Đừng quên cho mình xin một like vào video và một lượt đăng ký kênh. Bye bye anh em nhà mình nha.